Thủ tướng Ukraine Denis Mihal hôm 2 tháng 12 cho biết, Thụy Điển đã quyết định chuyển giao cho Ukraine một gói viện trợ quân sự với trị giá lên tới 338 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ mới được chính phủ công bố sẽ bao gồm nhiều trang thiết bị sử dụng cho mùa đông với tổng trị giá lên tới 338 triệu đô la Mỹ. Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho chiến thắng cuối cùng của quân đội Ukraine, ông Mihal nói. Theo Thủ tướng Mihal, bên cạnh trang thiết bị sử dụng trong mùa đông như máy phát điện hay quân phục, Thụy Điển sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tập kích đường không dồn dập của Nga. Trong thời gian qua, khi Kiev nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, các đồng minh phương Tây cũng tích cực viện trợ cho quân đội Ukraine nhiều loại trang thiết bị và vũ khí hạng nặng. Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội hôm 29 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đã được nước này chuyển đến Ukraine. Trước đó vào ngày 25 tháng 11, chính phủ Na Uy xác nhận đã chuyển giao thêm một pháo tự hành M109A3NG cùng 20.000 linh kiện phụ trợ cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, Oslo cũng đã gửi cho Kiev 55.000 bộ quân phục mùa đông cùng với 30.000 khẩu phần ăn dã chiến để giúp Ukraine đối phó với thời tiết lạnh giá trong thời gian tới. Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua Triệu Lập Kiên đã lên tiếng nhận định về tương lai quan hệ Mỹ-Trung, hối thúc Washington cùng nhìn một hướng và tìm hướng đi đúng cho quan hệ song phương. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên cho rằng để quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp và ổn định thì cần nỗ lực từ cả hai phía. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ cùng hợp tác để hướng tới mục tiêu đạt được sự hiểu biết lẫn nhau. Liên quan đến nhận định gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về Trung Quốc sau cuộc họp của các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 30 tháng 11, ông Triệu Lập Kiên cho rằng những nhận định này không dựa trên sự thật mà mang tính phân biệt hệ tư tưởng. Ông cáo buộc chính Mỹ đã tìm cách ngăn cản Trung Quốc và những hành động này sẽ không đem lại bất cứ lợi ích gì. Trung Quốc ý quan phong xính. Sau khi đệ trình quốc vương Malaysia thông qua danh sách nội các mới ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nội các mới của ông sẽ tập trung ưu tiên cho 5 vấn đề chính, trong đó có việc nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Theo ông Ibrahim, ngoài phục hồi kinh tế, chính phủ mới cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết vấn đề về chi phí sinh hoạt, cải tạo cơ sở hạ tầng và cơ sở y tế. Theo kế hoạch, nội các mới của Thủ tướng Ibrahim gồm 28 thành viên, trong đó có 2 phó thủ tướng, sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên vào ngày 5 tháng 12. Giới chuyên gia trong nước nhận định, nhiệm vụ trước mắt của nội các mới đó là phải trình dự thảo ngân sách năm 2023, cũng như chương trình nghị sự khẩn cấp. Dư luận hy vọng là nội các mới của Malaysia sẽ tạo thành một chính phủ ổn định, yếu tố tối quan trọng đối với nền kinh tế Malaysia hiện nay khi nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang muốn đầu tư vào nước này. Truyền thông Afghanistan ngày hôm qua đưa tin đại sứ Pakistan tại nước này, ông Obed ở Remanidamadi, đã thất chết trong vụ tấn công ở thủ đô Kabul. Tin cho biết một nhóm đối tượng chưa xác định danh tính đã nổ súng ngay lối vào trụ sở Đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan, khiến một nhân viên an ninh của Đại sứ quán bị thương. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lập tức lên án vụ tấn công, gọi đây là vụ mưu sát nhằm vào Đại sứ Nidamadi. Bộ Ngoại giao Afghanistan cũng lên án vụ tấn công và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại an ninh tại khu vực biên giới Afghanistan sau khi lực lượng Taliban tại Pakistan, TTP tuyên bố sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tháng qua với chính phủ Pakistan. Hôm qua, truyền thông Nga đưa tin là Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cũng như là việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với phân bón và ngũ cốc của Nga. Hai nhà lãnh đạo này thường xuyên tiến hành các cuộc đàm phán kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nêu rõ cần thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen một cách công bằng và toàn diện. Theo đó, cần loại bỏ tất cả rào cản đối với nguồn cung phân bón và ngũ cốc của Nga. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về các sự cố xảy ra với đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 và 2 với sự tham gia của các cơ quan chức năng của Nga. Về phần mình, Thủ tướng Scholz kêu gọi nhà lãnh đạo Nga cần thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine càng sớm càng tốt. Trong cuộc điện đàm gần đây nhất hồi tháng 9, Thủ tướng Scholz cũng kêu gọi Tổng thống Putin đưa ra giải pháp ngoại giao dựa trên một thỏa thuận ngừng bắn. Vào ngày
2 tháng 12, Ủy ban châu EC đã đề xuất mức phạt khá nặng đối với các công ty vi phạm lệnh trừng phạt của Nga. Và theo đó, thì EC sẽ tịch thu ít nhất là 5% doanh thu toàn cầu nếu các công ty vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu EU đối với Nga. Đề xuất này cũng nêu rõ các cá nhân vi phạm lệnh trừng phạt của EU sẽ phải đối mặt với án tù ít nhất là 5 năm. Đề xuất cần nhận được sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên EU để đạt được chính thức áp dụng. Từ khi chiến sự Ukraine xảy ra đến nay, EU đã thông qua 8 vòng trừng phạt Nga. Tuy nhiên, áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt này không chỉ tác động đến Nga mà ảnh hưởng nặng đến cả EU. Người dân EU đang phải gồng mình gánh chịu mức lạm phát cao kỷ lục bên cạnh một cuộc khủng hoảng năng lượng. Thưa quý vị, hàng triệu con mắt đổ dồn vào trận đấu giữa Costa Rica và Đức rạng sáng 2 tháng 12 không chỉ vì sức hấp dẫn của trận đấu cuối cùng bảng E mà còn vì đây là một trận đấu đặc biệt với lịch sử bóng đá thế giới. Trận đấu được điều hành bởi tổ trọng tài nữ gồm một nữ trọng tài chính, hai nữ trợ lý trên sân và một nữ trọng tài điều hành phòng VAR. Và chưa dừng lại ở đó thì cũng tại giải đấu này, lần đầu tiên những người phụ nữ Ả Rập tại nhiều quốc gia đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Kỳ World Cup lần đầu tiên tại Trung Đông này đang mở ra hy vọng cho những phụ nữ ở các nước theo đạo Hồi cơ hội được thể hiện mình và thay đổi thái độ nhìn nhận của xã hội truyền thống về phụ nữ và thể thao. Trận đấu được điều hành bởi tổ trọng tài nữ gồm nữ trọng tài chính Stephanie Frappa người Pháp và hai trợ lý là Neuza Bach người Brazil và Karen Diaz người Mexico, trong khi nữ trọng tài Catherine Nesbitt người Mỹ điều hành phòng VAR. Tổ trọng tài toàn bóng hôm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và không mắc sai sót nào. Điều quan trọng nhất là phải tập trung và tiếp tục công việc của mình khi chúng tôi được bổ nhiệm bắt chính những trận đấu lớn như vậy. Đó là vì chúng tôi có đủ kinh nghiệm và khả năng. Để đạt được sự ghi nhận chưa từng có tiền lệ này, Stephanie Frappa và các đồng nghiệp đã phải trải qua nhiều khó khăn và định kiến về việc các nữ trọng tài không thể điều hành những trận đấu của nam giới. Chúng tôi được chào đón và trở thành một phần trong tổ trọng tài, không phân biệt đàn ông hay phụ nữ. Việc trọng tài nữ lần đầu tham gia giải vô địch bóng đá thế giới nam gửi đi một thông điệp rằng phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Bản thân tôi luôn cảm nhận được điều đó. Sự xuất hiện đặc biệt này của họ cho thấy FIFA đánh giá rất cao năng lực của Frappa nói riêng và của nữ giới nói chung trong công tác trọng tài. Tất cả được chọn không phải vì họ là phụ nữ mà với tư cách là trọng tài FIFA. Họ có thể điều hành bất kỳ trận đấu nào. Không chỉ có các trọng tài nữ, World Cup 2022 còn chứng kiến số lượng cổ động viên nữ đến sân vận động nhiều hơn bao giờ hết. Các cổ động viên nữ Ả Rập đến sân vận động đông hơn chúng tôi nghĩ. Tôi đã sống ở Qatar 28 năm và tôi luôn đi xem bóng đá. Hôm nay tôi đến xem bóng đá cùng đồng nghiệp và điều đó hoàn toàn ổn. World Cup chính là cơ hội để những nữ trọng tài như Stephanie Frappa và những cổ động viên nữ tràn đầy sức sống gửi thông điệp đến những bé gái ở thế hệ sau, những người có thể tiếp bước và nâng tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội và thể thao.